Cơm với gì đây? Với ớt. Với ớt á? Mày có 11 tuổi mà đã biết là cách ăn cơm mà phải nói là... Đây thì bên này là bị xé đi à? Bố của Hoan là bị làm sao ấy? Bị bệnh. Bị bệnh á? Thế bị bệnh thì là bố đã mất lâu chưa? Lâu rồi. Mất lâu rồi á? Mẹ của Hoan thì đã đi đâu rồi? Đi lấy chồng mới. Đi lấy chồng mới á? Thế em không theo mẹ để đi à? Mẹ không cho đi. Đấy, bây giờ thì cho phép là anh mở ra cho Hoan nhá. À. Đấy, hiện tại thì là điện thoại lên rồi các bác nhá. Cháu Đức xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, nếu mà các bác theo dõi được những thước phim của bạn Trình hay là anh chị Quyền Hiển đưa lên thì các bác cũng đã biết rằng là hiện tại bạn Trình với lại anh Quyền đang chia sẻ một cái hoàn cảnh là của em Hoan là năm nay 11 tuổi. Thì theo như là cháu Lực có theo dõi ở trên kênh của bạn Trình thì có vẻ như là em ấy ở nhà một mình các bác ạ. Và hôm nay thì cháu Lực cũng ra thăm hoàn cảnh của em và ghi hình lại cho tất cả các bác, cô chú anh chị là cùng biết. Thì rất là mong sẽ được sự ủng hộ của các bác dành tặng tới cho cháu Lực và em Hoan cô bác nhá. Thưa các bác, hôm nay thì đồng thời cháu Lực đi ấy, có nhận được một cái phần quà là của bác Minh Lập, bác ở bên Mỹ có gửi cho cháu Lực là một cái phần quà. Thì còn là cái phần quà đó là cái phần quà gì thì một tí nữa xin mời các bác cùng cháu Lực đi trao phần quà đấy cho em Hoan cô bác nhá. Sau một cái thời gian thì cháu Lực có hỏi hàng xóm thì biết được rằng là ngôi nhà của em Hoan là được nằm ở dưới này cô bác này. Phải nói là ngôi nhà này thì phải nói là thưa cô bác ạ, nếu mà như ở đây có một cái mùa này thì đang là vào cái mùa mưa cô bác nhá, thì nếu mà như các bác có thể nhìn thấy này, ở gần sông gần suối này như thế thì sợ rằng là sẽ có những cơn mưa cơn lũ về thì nó sẽ cuốn trôi thậm chí là đến tận cái ngôi nhà ở bên kia các bác. Và ngôi nhà mà nhìn từ phía bên ngoài vào là ngôi nhà chỉnh tường, còn ở phần bên trên xuống thì là lập một cái mái tôn màu đỏ. Đó là nhà của em Hoan cô bác ạ. Vào cái thời điểm này thì là em Hoan thì được nghỉ hè rồi cô bác ạ, cho nên là để mà đi lên trên nhà, lên trên nhà em ấy thì bắt gặp là có thể là bắt gặp là nhà và có thể là bắt gặp là em ấy đi làm nữa cô bác. Nhìn từ vừa mới vào thôi đã nhìn thấy một cái ngôi nhà mà phải nói là thực sự ra cô bác, một ngôi nhà phải nói là không dành cho người ở một chút nào rồi cô bác ạ. Cô bác có thể nhìn thấy là những cái vết nứt của cái phần trình tường đá nứt rộng rất là nhiều. Thậm chí là ở đây này cô bác này là còn đâu đó là tầm độ 5-6cm rồi. Có thể là một cái cơn mưa hay là một cái lực đẩy từ bên kia ra thì nó sẽ đổ luôn. Không biết là nay em Hoan có ở nhà không cô bác. Cửa thì thấy là mở cửa của bác ạ, nhưng mà Hoan ơi, không nhìn thấy em ấy đâu cả. Thực ra bên này xem đầu nhà phía bên này cho nào. Khu bên này thì có vẻ như là quan sát là thật bếp hay sao của bác ạ. Úi dồi ôi, bên này của bác ạ, bên này là cái nhìn vào của bác này vẹo ra độ tầm là rất là nhiều. Trên này thì có những tấm pro này của bác này có thể là lập từ tấm đây là tấm tôn này, tấm sắt ấy, tấm tôn sắt ấy, lập rất là lâu rồi. Đi xung quanh xem là có nhìn thấy có bắt gặp Hoan không. À, lên trên có một hàng xóm như đang gạt đấy cô bác, cháu Lực thử lên trên hỏi xem nào, xem là có biết là em Hoan ở đâu không.
biết là thằng mai mi hoan này rồi à mi hoan sớm mai bố à, Chuẩn Lực vừa hỏi bác thì nói là em Hoan đang ở bên này, quá không biết là em ấy ra đây để làm gì. Chỗ này thì chắc là phải là bỏ dép ra thì mới đi được rồi cô bác ạ. Cái dòng ruộng, ruộng này. Thật sự ra các bác cũng có, các bác cũng gửi cho cháu Lực là giày dép ấy, để mà đi đấy cô bác. Thì các bác cũng nói rằng là đeo giày thì để nó cho bảo vệ chân đấy, nhưng mà đôi khi là đi lội xuống mương này cô bác này để, thì không đi, đi giày thì nó không tiện lắm. Hoan là bạn nào ấy? Hả? Hoan là bạn nào ấy? Là đây là em là Hoan à? À, rồi anh chào Hoan nhá. À, Hoan gửi một lời chào tới con các bà nhá. Con chào các bà, các cô chú. Rồi, thôi anh đeo thêm một cái nhá. Thế hôm nay thì Hoan là đây là đi gặt của nhà mình à? Không, nhà bà. Nhà bà. Thế hôm nay là Hoan là đi hộ bà hay là đi làm cái gì? Đi làm thuê cho bà. Đi làm thuê cho bà hả? Vâng. Ồ, thế là đi từ sáng nay rồi à? Vâng. Thế mấy giờ thì nghỉ? Đi. Hả? Sắp được nghỉ chưa? Sắp được nghỉ. Sắp được nghỉ rồi à? Vâng. À, thế là Hoan gặt một lúc á, rồi thì cùng Hoan là về. Hoan mang khải riêng với bà ta. Ừ. Ồ. Bây giờ lán bác cả như mấy? Ừ, lán toàn rồi. À. Thế bên kia là cháu của bà hết rồi cô bác. Ôi rồi, quần không có thắt lưng à? Có. Có thắt lưng à? Quần này rộng đấy. Sắp có vẻ như là không có thắt lưng nha cô bác. Thế mà ăn cơm là ăn cơm ở nhà bà hay là Hoan là về ăn cơm ở nhà? Về ăn cơm ở nhà. Về ăn cơm ở nhà, anh cầm cho. Rồi Hoan cắt ra đây anh cầm cho. Thế là cắt một lần xong rồi để xuống bờ ruộng à? Vâng. Năm nay 11 tuổi thôi cô bác, đấy nhưng mà nhìn vào cái dáng người của em Hoan thì phải nói là khá là nhỏ cô bác. Khá là nhỏ. Rồi. Thế có phải tên là Hoan thật không đấy? Thật. Nhưng mà nhà em có phải nhà dưới này không? Có. Có à? Vâng. Tí lại nhầm Hoan thì lại hơi dở cô bác ạ. Thế gạt hết thửa này thì mới được nghỉ à? À. Gạt hết thửa này là cũng về ăn cơm đúng không? Rồi. Ra đây để anh cầm cho, để gạt nhanh nhanh nha. Bà có biết nói tiếng phổ thông không bà? Bà bác ở chiều ra? Một lúc nữa. À, bà là không biết nói tiếng phổ thông của bác ạ. À. Bố Hoan này lên, bắt đầu chú bổ mi này bà. Bố Hoan mà. Ờ. Đi à, pan xây để tóc khạc á, xây cha mỏ miếng tơ cun luôn vậy không quay ra à. Tóc khạc á? Ừ. À. Hoan là đi làm là không dùng găng tay à? Đây anh cho một cái này, đây. Cho một cái này là để cái cầm cầm cái này. Đấy, cho một cái để đeo bên này. Hoan có phải năm nay được 11 tuổi không? Phải. Năm nay được 11 tuổi à? Dạ. Ơi định đeo ngược vào đây. Thế đây là đang đi làm thuê cho bà. Dạ. Đi làm từ sáng nay hay là như nào? Làm từ sáng nay rồi à? À. Có một đôi các bác cho bà một đôi. Bà phong bà nè. Phong cái mà. Này. Bà. Hay một cậu bé năm nay mới có 11 tuổi thôi bác. Hiện tại thì là cháu Lực chưa hỏi em về cái cũng như là bố là mẹ như thế nào đấy, nhưng mà thấy là thấy bà kể đấy, nói rằng là em là đã biết là đi làm thuê để mà gặt lúa rồi. Thế gặt lúa như này thì gặt đến tối hay là chỉ gặt thửa này thôi? Chỉ gặt thửa này thôi à? Dạ. À. Thế sáng nay đi làm đã ăn gì chưa? Dạ.
Rồi à? Sáng nay thì ăn cơm với gì đi làm? Ăn cơm. Ăn cơm nữa? Không có rau rau gì cùng à? À, ra đây cầm cho. Cầm thận cái liềm đó. Này. Đấy, chỉ nhìn chỉ nghe cái giọng của em nói chuyện đúng không bác, là nhìn vào có thấy là em ấy gọi như kiểu là rất là hiền đúng không bác, rất là hiền. Năm nay thì học lớp mấy rồi? Học lớp 5. Năm nay học lớp 5 à? Thế là Hoan đi học là ăn cơm trong trường hay là như nào? Ăn cơm trong trường. Trong trường à? Bây giờ thì đang nghỉ hè rồi nhỉ? Đến bao giờ thì em lại được được đi học? Tháng 8. Cái ngày 28 à? À, 28 tháng 8 đúng không? Dạ. Rồi. Khoan là có điện thoại gì không? Không. Không có à? Đấy, thưa các bác, bây giờ thì để em Hoan là gạt hết cái thừa này đã, rồi thì là cùng em Hoan là đi về sau các bác ạ. Lấy là gạt thừa này thì em cũng đi về nhà ăn cơm rồi. Đây, vừa rồi thì em Hoan cũng đã cùng bà là gạt xong rồi các bác. Thế là không ăn cơm ở nhà bà? Không, đi về nhà ăn. Đi về nhà ăn thôi á? Dạ. Thế Hoan là ra đây làm từ sáng sớm nay rồi à? Vâng. Ở nhà có con vật gì nuôi không? Không. Không có con gì nuôi à? Vâng. Thế là một mình là ở nhà coi như là không có đồ đạc gì à? Không có con gì à? Có con lợn, con gà không? Không có á? Dạ. Thế này đến mùa nước lũ về thì có đến nhà không? Không. Không đến đâu à? Dạ. Chắc là lũ bé quá thì nhà là không đến cô bác. Nếu mà như là lũ to là đến á. Tại rửa chân tay đây xong về nhà sau. Dép sao đi đôi to đấy, dép này. Anh Trình mua cho. À, dép anh Trình mua cho à? Vâng. À. Nếu mà như không có Trình mua cho ấy thì chắc là em cũng chỉ đi chân đất thôi cô bác ạ, là không có dép đâu. Bây giờ thì đến nhà của em rồi. Có lẽ là đi làm từ sáng sớm này thì cũng khá là đói rồi cô bác, là chưa có ăn cơm đâu. Thế là bây giờ là về nhà mới ăn cơm à? Dạ. Thế một tí nữa còn đi không? Một tí còn đi hộ bà nữa không? Xong rồi, xong rồi. Ngày mai mới đi. Ngày mai mới đi à? Dạ. Rồi mới bước vào ngôi nhà rồi cô bác ạ. Phải nói là như cô bác có thể nhìn thấy này, rằng là hoàn toàn tất cả là phía bên này thì làm bằng tre thôi, làm bằng tre bằng nứa thôi, còn ra bên này là phần chỉnh tường. Cái bóng đèn năng lượng mặt trời này là anh Trình mua lên cho à? Vâng. À. Ở nhà thì nhìn thấy là hình như là ở nhà em có điện không? Ừ. Hả? Có đèn năng lượng mặt trời thôi à? Vâng. Điện này không được à Hoan? Hỏng rồi à? Vâng. Ừ. Thế làm sáng rồi nhỉ? Đang chuẩn bị ăn cơm à? Vâng. Thế là ăn, thế là Hoan đợi Hoan ăn cơm xong đã. Hôm nay thì ăn cơm với gì ấy? Ăn cơm với mì tôm.
Cơm với mì tôm á? Thế cơm này là nó từ sáng nay à? Mì tôm này ai mua lên cho? Anh Trình là mua lên cho à? Ăn cơm với mì tôm của bác ạ, đi làm mà nhà bà về. Thế sao Hoan không ăn cơm cùng bà luôn? Hay là nhà có cơm thì là về nhà ăn? Nhà có cơm về nhà ăn. Về nhà ăn luôn à? Cơm với gì đây? Với ớt. Với ớt á? Mày có 11 tuổi mà đã biết là cách ăn cơm mà phải nói là nhìn vào trong rất là tội của bác ạ. Một là bắt rồi em ăn cơm đi. Nay lên thì thực sự ra cô bác ạ, buổi đầu lên thì cháu Lực cũng không biết là nhà em như thế nào, nấu nướng như thế nào, thì hình ra là không biết là mua thịt mua thà lên, để lần sau thì lên thì cháu Lực mua thịt vậy. Mày tôm này có để với gì ấy? Ớt này. Để với súp á? Ăn cơm là ăn cơm với lại mì tôm, thì mì tôm là để nấu cùng cơm rồi. Còn súp thì để hầu như là gọi là ớt với lại súp thì là món thức ăn chính để mà nhắm với cơm. Ớt này có cay không? Không cay à? Ớt này thì là còn là ớt non của bác ạ, thì chắc là chưa cay mấy. Đợi em Hoan ăn cơm xong rồi thì cháu Đức sẽ hỏi em thêm một chút về câu chuyện cũng như là gia đình của em. Phía bên này thì các bác có thể nhìn thấy đây là hoàn toàn là bằng trình tường hết cả cô bác ạ, ngôi nhà này. Mỗi tội là ở bên này thì chắc là trước là đổ đi thôi các bác, đổ đi thành ra là mới làm lại. Ăn xong rồi à? Thì chỗ này là chỗ để bát à? À. Dùng bếp củi như này thì phải cẩn thận Hoan nhá. Đây là chú ngủ của em ở đây ấy. Có nệm không? Ôi, đây không phải là đệm à? Phải á? Đây là có vẻ như là nệm này thì chắc là mua khá là lâu rồi các bác ạ. Đây là những bao gì đây ấy? Quần áo à? Quần áo của chân à? Quần áo của em hay là quần áo của ai? Của em. Của em à? Cả chân nữa à? Đây là ảnh của ai đây? Bố. Ảnh của bố á? Ôi. Có vẻ như là một bên thì hầu như đã bị xé rồi. Đây thì bên này là bị xé đi à? Thế ở bên này là trước là có ai? Mẹ. Có mẹ á? Thế này là ai xé? Bà. Bà xé à? Vâng. Là bà cắt đi à? Vâng. Nhìn mà thưa các bác ạ, có vẻ như là bây giờ các bác đang cháu Đức đang ghi hình thì không biết là các bác có nhìn thấy không ấy, nhưng mà các bác có cảm nhận được không ấy, nhưng mà tường này có vẻ như là ở phần trên nó như kiểu là nó bị đổ ra một chút của bác ạ. Nó bị nghiêng ấy, phần dưới thì nó là nó ấy hơn. Còn ở dưới này thì các bác có nhìn thấy này, những cái phần trình tường như ở bên kia thì các bác có nhìn thấy là có cái con gì nó đã bị đục. Cái này là con rắn hay là con chuột nó đục ấy? Chuột. Con chuột à? Vâng. Thế Hoan ăn cơm xong thì ngồi đây một chút nhá. Vâng. Ngồi đây với chú một chút. Gọi bằng chắc là bằng anh, gọi bằng anh thôi nhỉ. Vâng. Hoan thì là hôm nay là mới nhìn thấy anh là lần đầu tiên đúng không? Vâng. Đấy. Hoan thì là cháu Lực cũng theo dõi ở trên về những cái thước phim hoạt hình đăng tải lên rồi các bác, thì cũng nắm bắt được là hoàn cảnh của em một chút, và cháu Lực cũng được sự đồng ý của bạn Trình là lên và chia sẻ hoàn cảnh của em. Thì nếu mà như cô bác anh chị có yêu quý em Hoan thì có thể là gửi những phần quà tới cho em Hoan, hay là gửi những cái lời động viên tới cho em Hoan, thì điều đấy rất là tốt đẹp của bác ạ. Thế Hoan thì cho anh hỏi thì bố của Hoan là bị làm sao ấy? Bị bệnh á? Vâng. Thế bị bệnh thì là bố đã mất lâu chưa? Lâu rồi. Mất lâu rồi á? Vâng, năm học lớp 1 á? Vâng. Bây giờ là học lớp mấy rồi? Lớp 5.
Lớp 5 rồi à? Thế là bố của em là được được 4 năm rồi. Thế là bây giờ là một mình em là khác ở trong một cái ngôi nhà này thôi à? Thế như mẹ của Hoan thì cho anh hỏi thêm một chút nhé. Mẹ của Hoan thì đã đi đâu rồi? Đi lấy chồng mới. Lấy chồng mới á? Thế em không theo mẹ để đi à? Mẹ không cho đi. Không cho đi á? Mẹ của em bỏ đi lấy chồng từ năm em học lớp mấy? Học lớp 3. Năm học lớp 3 là mẹ đã bỏ đi đó. À, thế là lúc mà bố mà mất đi rồi là mẹ vẫn ở lại với mình là từ lớp 1 đến lớp 3 đúng không? Thế xong là từ học đến lớp 4 rồi đến lớp 5 rồi thì là mẹ bỏ đi à? Thế sang năm sau thì em học lớp mấy? Năm sau là lớp 5 à? À, thế là vừa học hết xong lớp 4 rồi đúng không? À lên lớp 6 rồi đúng không? Lên lớp 6 là lên trường trường khác rồi nhỉ? Thế Hoan đi học thì có đi xa không? Có à? Đi tầm độ bao nhiêu cây Hoan có biết không? Không á? Thế là cứ đi thôi à? Thế buổi sáng thì Hoan dậy thường thường là dậy tầm mấy giờ? Khi gà gáy đã dậy rồi. Có thể là gà gáy là dậy từ 4 giờ gà đã gáy rồi cô bác ạ. Dậy là rất là sớm. Thế Hoan đi học là thường thường là Hoan đi ra đường bên này hay là đường nào? Đường dưới kia à? À, ở dưới kia có một con đường là đường thắt cô bác ạ. Thế mấy thời gian này nghỉ hè ở nhà ấy, thì là Hoan hay thường là làm những công việc gì? Phụ các bà. Thế là có hôm thì là mình lấy tiền, có hôm thì không lấy tiền à? Thế lấy tiền như này thì nếu mà mình đi hộ một buổi thì được bao nhiêu tiền? Buổi 20.000 á? Buổi 20.000 thì có vẻ như là một số tiền khá là ít ỏi của bác ạ. Nhưng mà với cái độ tuổi lao động của em Hoan thì chỉ được tầm như thế thôi. Để mà cao quá thì cũng không cao. Đây thì gọi là các bà với lại các bác hàng xóm là người ta thương, người ta mới cho làm thôi. Thế hôm nay nhưng mà tại sao lại em không ăn cơm ở lại bà ấy? Nhà Buổi bà sáng xa ăn hay là thử. à buổi sáng là ăn á? Thế là gạt hết cái thửa kia rồi thì một tí không đi nữa à? À là ngày mai mới đi à? Một mình em ở trong ngôi nhà này thì dám ngủ một mình không? Năm nay thì mới được 11 tuổi cô bác. Đấy, nhưng mà bố thì mất là năm em học lớp 1 rồi. Lớp 1 là 6 tuổi bố đã mất rồi. Và lên đến năm lớp 3 thì mẹ lại bỏ đi lấy chồng mới. Em Hoan thì có biết là mẹ lấy chồng mới tận đâu không? Nahu á? Ồ thì cũng khá là xa đấy nhỉ. Thế là những bó củi đằng sau này thì là em đi lấy về à? Củi này thì lấy về để mà mình làm gì? Nó đi bán á? Họ không lấy à? Những cành củi này thì làm sao mà họ lấy được đây này? Bó này thì nếu mà đi bán thì không biết là người ta phải trả bao nhiêu tiền nữa cô bác này. Một ấm, chắc là đun là chỉ được một ấm nước thôi. Bó củi người ta to 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 hàng độ tầm 30-40 cân thì mới được là tầm độ 20.000 thôi. Đấy, và hôm nay thì phải nói là rất là sốc với lại cái hoàn cảnh của em luôn cô bác ạ. Một mình dám ở trong một cái ngôi nhà mà nhìn trông như kiểu là rất là hoang vu. Hôm nay ra thì cháu Lực cũng có một phần quà là gửi tới cho em Hoan. Em là không có đồng hồ, không có điện thoại gì đâu à? Nhưng năm nay thì cũng lên lớp 6 rồi thì có thể là em ấy sử dụng được điện thoại rồi cô bác. Thì cháu Lực được mà bác là Minh Lập, bác ở bên Mỹ và bác có gửi cho Lực là một cái khoản tiền để mà mua cho em Mạnh mua cho em Hoan, mua cho em Hoan một cái điện thoại cô bác ạ. Em lấy cái điện thoại cho anh nhé. Hoan là có biết đây là cái gì không? Không biết à? Đấy, nhìn ở ngoài này thì thấy hình gì? Hình điện thoại à? Đã bao giờ mà dùng điện thoại lần nào chưa? Chưa. Chưa bao giờ à? Thưa cô bác, điện thoại này thì cháu Lực mua là hết là 2 triệu là 300 là 50.000 cô bác ạ.
là vẫn còn chưa có bóc ra một chút nào các bác nhé, vẫn còn nguyên siêu này các bác này. Hoan thì chắc là chưa đủ tuổi để làm chứng minh thư đâu nhỉ. Chưa đủ tuổi làm chứng minh thư thì có thể là, một là cháu Lực sẽ dùng chứng minh thư cháu Lực đi làm số cho Hoan, và hai thì có thể là nhờ bạn Trình hay là anh chị Quyền Yên để mà làm. Có thích không? Có à? Ở nhà có con dao gì không? Ra đây cho chú mượn một chút. Cho anh mượn một chút. Ôi rồi, cái quần này các bác này. Quần thì phải lấy buộc vào rồi. Nhỏ quá. Người nhỏ quá. Dao này thì mua lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi à? Gì hết rồi này này. Anh mở cho Hoan nhá. Đấy. Hôm nay thì có một bác là ở bên nước ngoài, và bác có theo dõi được là những cái thước phim của bên anh chị, của bên anh Trình nhá. Của bên anh Trình thì bác cũng biết rằng là em chưa có điện thoại đấy, thì bác là mua cho em một cái điện thoại. Điện thoại này thì anh mua là số tiền là rất là lớn đấy. Em có thể là cẩn thận với cái điện thoại nhá, đừng để nó làm rơi hay là đừng đừng để đâu cho nó mất nhá. Rồi, để mà mình xem giờ, hay là một tí nữa anh sẽ để lại cái số điện thoại của anh cho em, hay là số điện thoại của anh Trình, của anh Quyền nữa đấy. Đấy, trước khi mà đi vào mở quà thì cho phép cháu Lực xin được gửi một lời cảm ơn tới bác Minh Lập ở bên Mỹ rất là nhiều. Bác gửi những cái phần quà rất là lớn và rất là ý nghĩa cho tới em Hoan. Từ với thời điểm hiện tại thì đối với em ấy là năm nay được 6 tuổi rồi, 6 tuổi thì cũng khá lớn rồi, đủ tuổi để mà dùng. Đối với thời điểm hiện tại thì em Hoan thì đã được là 11 tuổi rồi, thì để mà dùng điện thoại của bác thì cũng gọi là đủ tuổi để mà dùng đấy. Nhưng mà vì thế thì đừng có dùng điện thoại này mà lạm dụng mà chơi những trò chơi hay là làm gì nhá. Rồi, chỉ là dùng để nghe gọi thôi nhá, những lúc mà cần thiết, thì những lúc mà ốm đau như này không có không biết là gọi cho ai nhá. Đó. Đấy thì bây giờ Hoan gửi một lời cảm ơn tới ông ở bên ông Minh Lập nhá. Rồi. Con cảm ơn ông Minh Lập đã gửi một món quà rất có ý nghĩa rất cho con. Con chúc ông và gia đình có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Em Hoan thì nói chuyện rất là nhẹ nhàng của bác ạ. Đấy, bây giờ thì cho phép là anh mở ra cho Hoan nhá. Đó. Điện thoại này thì là chưa có sim của bác ạ. Và Hoan thì là chưa chưa làm căn cước công dân đâu nhỉ. Đấy, cho Hoan tự mở nhá. Đấy, anh cho Hoan tự mở ra, xong là tí như nào thì bảo anh lắp cho. Đấy, ra đây để anh lắp. Anh hộ anh cầm một tí đã. Đấy. Đây là cái dây sạc nhá. Dây sạc để Hoan sạc nhá. Đấy. Nhưng mà nếu mà ra ở nhà thì không có điện nên liền máy nữa. Nếu mà điện thoại hết pin thì mình đi đâu sạc? Nhà bà sạc đúng không? Rồi. Đấy, đây là cái dây sạc nhá. Rồi, anh sẽ lại để lại vào đây cho Hoan để một tí nữa. Hoan là có thể là lấy đi sạc nhá. Rồi. Và thêm là cái này là giấy bảo hành, thì một tí Hoan cất cất gọn lại cho anh nhá. Nếu mà trong quá trình mà dùng cái điện thoại bị làm sao thì có thể là bảo với anh nhá, để anh đem đi anh trả lại cho người ta nhá. Rồi. Để anh cất gọn vào đây nhá. Giấy sạc nữa, cái này cái vỏ này thì là mình bỏ đi cũng được này, cái này không cần lấy đâu. Đấy. Anh lại gấp gọn vào đây. Mang để ra kia luôn à? Để ra, để cẩn thận nhá, đừng để vào lửa luôn nhá. Rồi. Anh mở nguồn cho Hoan nhá. Bóc bóc cái này ra này. Có đã bao giờ nghĩ là mình có điện thoại để dùng không? Chưa, điện thoại này là điện thoại cảm ứng ấy. Nhá, điện thoại xịn lắm ấy. Ấy, bóc khó đấy nhỉ cái này. Công nhận là không có móng tay. Nhưng mà ngoan đó.
Đấy, lên rồi các bác ạ. Có thích màu này không? Có. Có à? Bóc cái này ra cho nhá. Để một tí nữa sẽ đi mua sim cho Hoan thêm là một cái sim nữa nhá. Để mà lúc nào còn là gọi cho anh. Mới đầu mới mở thì nó sẽ lâu hơn các bác ạ, tại vì là chưa có setup bao giờ đấy, nó còn uy nhiên, nó còn nguyên gọi là cả siêu này, cả mọi cái nữa. Thế setup là tiếng Việt cho Hoan đó thì mới dùng được. Một tí nữa anh sẽ chỉ Hoan là cách gọi điện nhá. Rồi, nhưng mà phải lắp sim ra xong thì mới được. Nhưng mà cái cảm xúc của Hoan là bây giờ như thế nào là mình có điện thoại? Cảm xúc là rất vui à? Nói là phần quà bất ngờ luôn các bác ạ. Thế, cháu Lực cũng sẽ rất là mong rằng là sau khi mà thước phim của cháu Lực đăng tải lên về cái hoàn cảnh của Hoan ấy, thì sẽ được sự trợ duyên của các ông các bà. Chất Lực không có mạng nữa. Mà pin là anh đặt cho là không không nhá, không hết nhá. Phải set up một lúc nữa thì độ tầm là 2-3 phút thì mới được không bác. Này thì có cả đèn pin mọi cái nữa này nhá. Ở nhà thì Hoan thì có đèn pin cái nào chưa? Có cái bóng đèn năng lượng mặt trời thôi à? Đây hiện tại thì là điện thoại lên rồi các bác nhá. Đây lên nguồn rồi. Hiện tại là vẫn còn chưa có sim của bác ạ. Thì cháu Đức sẽ đi mua sim sau. Bây giờ thì sim thì không mua được dễ dàng đâu các bác. Và lên thì để mà xem Hoan xem là đã đủ tuổi để mà làm căn cước chưa thì mới mua được sim. Còn không thì cháu Đức sẽ để căn cước của cháu Lực để mà mua sim cho em ấy một sim, chứ bây giờ mà đi ra ngoài mua sim rác thì sẽ có rất là nhiều cái cuộc gọi mà cuộc gọi để mà quấy nhiễu cũng như là đe dọa hay là dụ dỗ em Hoan chẳng hạn. Đấy, bây giờ thì anh gửi cho Hoan nhé, từ anh cài đặt giờ đó, cài đặt giờ cho Hoan để mà Hoan còn biết xem giờ mọi cái nữa. Đấy, còn biết mấy đứa mà đi học thì biết cài bật thức, mấy đứa là ở trong trường đúng không? Nhưng mà ở trong trường thì có được dùng điện thoại không? Có. Thế có cái gì thì có thể gọi cho các anh nhá. Thứ nhất là anh Lực nhá. Anh là tên là Lực nhá. Từ nãy giờ thì chắc là chưa biết tên anh đâu nhỉ. Tí nữa đi ra kia để anh mua sim cho, xong là anh lưu số của anh vào. Cài đặt ngày và giờ ở đâu nhỉ? Khoan, có nhìn thấy cài đặt ngày và giờ không? Lần đầu cầm cái điện thoại này cho nên là còn mới ngớ một chút của bác ạ. À đây. Rồi, thấy rồi. Ngày vừa rồi thì cháu Lực cũng đã cài ngày giờ cho em hết rồi. Đấy, bây giờ thì việc còn lại là anh chỉ để cho em để sử dụng thôi nhé. Và để một tí nữa anh sẽ mua sim cho em nhé. Xuống mua sim cho em xong là có những gì thì là gọi điện cho anh. Một tí nữa anh lưu vào. Có thể là gọi cho anh Trình hay là cho anh trả cho anh Quyền nữa. Dùng là phải cẩn thận nhé. Đấy, các bác cũng
Khi mà bác Minh Lập có theo dõi được là những thước phim của bạn Trình đăng tải lên đó các bác, thì bác cũng đã nhìn thấy rằng là một cái điện thoại đối với em lúc này là rất là cần thiết của bác ạ. Như là lúc mà ốm đau hay là đi ra ngoài gặp những cái này hay là cái kia đó thì có thể là điện cho các anh để mà các anh còn là đến kịp thời, để mà các anh còn lên giúp kịp thời nữa. Thế là bây giờ đây cất mấy cái hộp này đi đi nhá, xong là điện thoại là đút vào túi nhá. Nào đúng thử đứng dậy cho anh xem cái quần đó nào. Đây là style gì đây, có vẻ như là rộng quá rồi các bác này. Này ở phía bên này thì các bác có thể nhìn thấy là em còn dùng cái dây để này để mà buộc vào, không có thắt lưng à? Không. Không có á? Vâng. Nhìn để cất cái hộp này cho anh nhá, xong là cho anh xem nhà một chút nhé. Đấy, có thể là dây điện này là trong quá trình mà em Hoan sử dụng của bác ạ, là không còn đóng được tiền điện, thành ra là bị người ta cắt đi rồi. Dây điện này thì là không có nối ở đây à? Thế là buổi tối là một mình là em ngủ đây đúng không? À đây thì chắc là quần áo của các bác gửi đến cho này. Các bác gửi quần áo cho ấy thì là để gọn gàng một chút nhé. Anh thấy là ở kia có một cái hòm, là hòm hòm gì đây? Không Hòm này để đồ à? Đây này. Ui hòm ơi nhờ. Hòm rồi, hòm đấy. Đấy, trên này thì là phủ một cái tấm mà bạt để cho tránh là cái lúc mà mưa nó bị mưa mưa phùn sang ấy cô bác. Hãy cất cái hộp đấy đi vào đâu đi, xong là điện thoại là lúc nào cũng đút vào túi quần nhá. Rồi một tí mua sim xong thì có thể là anh gọi cho Hoan được rồi. Còn nhớ anh không hả? Còn nhớ anh là tên gì không? Anh tên gì, tên là gì? Ồ đúng rồi, anh tên là Lực nhá. Đó. Lần đầu vào thì chắc là em chưa nhớ được mấy đâu các bác ạ. Ở đây thì có vẻ như là nhìn vào ngôi nhà là cháu Lực thấy là có hai cái giường của bác ạ. Một cái giường là ở phía bên này, còn là một cái giường là ở bên kia. Giường ở bên kia là trước là ai ngủ? Trước là bố ngủ à? Nên là trước là mình em là ngủ bên này à? Em với mẹ đúng không? Thời mà mẹ đi bỏ, thời mà mẹ chưa bỏ đi. Thế là mẹ bỏ đi xong là một cái là ở đây luôn à? Bố của em thì mất thì em biết là có biết là bị bệnh gì không? Không biết à? Thế bố bị bệnh bao nhiêu lâu thì bố không còn nữa? Lớp 5 tuổi. Lớp 5 tuổi đã bị bệnh á? Vâng. À đến lúc mà lớp 5 tuổi thì chắc là em độ tầm là được một năm, à được được 5 tuổi của bác ạ. Được 5 tuổi thành ra là bố là đã lâm bệnh rồi. Mình ra bên ngoài một chút nhỉ, ra bên ngoài xem nhà của em Hoan một chút. Ở đây thì trước là có làm trình tường không, có làm như ở giống cái kia không? Không à? À cái này là thế là bị đúng không? Như là cái ngôi nhà này mà nếu mà để đồ đạc gì mà đắt giá là có thể là bị trộm bất cứ lúc nào các bác ạ. Ui, dưới này thì có vẻ như là cái phần ở phần sân các bác ạ, là thấy là cháu Lực nhìn thấy là dưới kia là bị một chút sạt sạt này, còn cái đất mà mới này. Ở trên này thì những cái cây này các bác này, cây này là cháu Lực chỉ cần nhấc nhẹ lên một cái là thấy là cái mái tôn này là có vẻ như là có một chút là chuyển động rồi đấy. Này mà mưa to lên thì nó gió to nó có bập lên bập xuống không? Có bên này, Bên nào? bên Sao? này, Bên nào? Bên này á? Ôi giời. Bên này đấy á? Các bác có thể nhìn thấy từ xa. Em quay phim có thể ra tận là bên kia đi để so xem á. Đấy, các bác có thể nhìn thấy từ xa này rằng là sau khi mà nếu mà có gió vào là chỗ này là nó bị banh à? Ở đây thì hôm nọ là bị, thành ra là em buộc lại à, dùng dây điện để buộc à? Cho anh xem từ bên đằng xa nào. Bên kia thì có một chỗ là bị đổ rồi nhỉ. Hoàn cảnh của em Hoan Hoan nhỉ. Hoàn cảnh của em Hoan thì phải nói là năm nay 11 tuổi các bác ạ.
là một mình là rất là bản lĩnh nhá, sống ở trong một cái ngôi nhà như này. Cũng có bà nhưng mà bà là ở với chú rồi, ở với chú rồi, thành ra là cũng không ra với Hoan là nhiều quá. Bà thì năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? 50 mấy tuổi. 50 mấy à? Thôi anh xem nào, xem thế này nào. Tay này trước bị làm sao đây? Làm cua bị chặt. Hả? Làm cua bị chặt. Làm cù á? Vâng. Ôpô, thấy khâu là một này, hai này, ba này, bốn múi của bác ạ. Này. Ôi rồi, đây này, đây thêm một múi, hai múi, ba múi nữa. Bị từ năm lớp mấy? Năm lớp 2. Năm lớp 2 là bị à? Vâng. À, trong trên cổ này thì có vẻ như là đeo khá là nhiều dây này các bác này. Ở đây thì là nó là thuộc dạng là một cái như kiểu là bùa các bác ạ, như kiểu là cái bùa bình an gì đấy thôi các bác, cũng không có cái gì mà gọi lái đó. Thế đi học thì mấy đứa đến tháng 8 thì mới đi học à? Đến tháng 8 đi học thì bây giờ ở nhà của mình thì hay là có đi với anh không? Hả? Không á? À, có thể là em ấy chưa quen các bác ạ, là chưa có đi được. Em vẫn còn là kiểu như là thuộc dạng sợ đấy, và hôm nay cháu Lực mới ra lần đầu tiên mà các bác. Đấy, còn hôm nay thì cháu Lực cũng đã ra và gửi những phần quà của bác Minh Lập dành tặng tới cho em Hoan rồi. Thì rất là mong là sau khi mà thước phim cháu Lực đăng tải lên thì nếu như được sự đồng hành của các bác và nhận được những cái phần quà của các bác thì cháu Lực sẽ lại tiếp tục là ra là trao cho em Hoan, cho em Hoan 11 tuổi. Đằng sau thì nếu mà anh nhận được quà của các bác, các cô, các chú hay là các ông, các bà thì anh lại ra với Hoan nhé. Đấy, nếu mà trong lúc mà bây giờ có điện thoại này, trong lúc mà đi học hay là như thế nào đó, đi làm gì ấy, thì có gì khó khăn thì điện cho các anh nhé. Thứ nhất là có thể điện cho anh Lực này, anh Trình này và anh Quyền nhé. Đấy, còn có anh nào lên lên với em nữa chưa? Chưa à? Anh Nghiêm. Anh Nghiêm à? À thế thì nếu mà có thể gọi cả thêm cả cho anh Nghiêm nữa nhá. Để một tí nữa anh lấy số cho hết. Ở đây thì đây là cô bác này, áo này thì là bị rách rách rồi, thành ra là tự khâu này. Đây là ai khâu hay là tự khâu hay là bà khâu cho? Bà không cho. Bà khâu cho à? Đấy, nhưng quần áo này thì tận dụng lại để mà vá vây má may hay là vá được hay là khâu được thì đều là may hết. Đấy, còn thước phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác, cháu Lực cũng xin được là chia sẻ thế đây thôi cô bác ạ, và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những số tiếp theo trên kênh nhà bạn em. Xin chào các bác. Bây giờ em Hoan gửi một lời chào tạm biệt tới các ông các bà nhé. Con chào các ông, các bà, các cô, các chú ạ. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc
những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.